Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh Tin Mới. Phương Thúy xin kính chúc quý vị có một ngày làm việc năng động và hiệu quả. Còn ngay bây giờ, hãy cùng chúng tôi điểm lại những thông tin trong 24 giờ qua. Đừng quên ấn like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất cứ thông tin đáng chú ý nào nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Lở đất ở Cam Túc là 127 người chết và hơn 2.000 người mất tích. Kính thưa quý vị, các khu vực khác nhau của Trung Quốc đã bị ảnh hưởng bởi hạn hán và lũ lụt gần đây. Tại tỉnh Cam Túc, nơi bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, lở đất đã xảy ra ở huyện Hoku, tỉnh tự trị Nam Tây Tạng vào sáng sớm hôm nay. Ít nhất 127 người thiệt mạng, 2.000 người đã mất tích và 50.000 người bị ảnh hưởng, thông tin liên lạc bị gián đoạn. Trưa nay, Thủ tướng Lý Khắc Cường dẫn đầu các vụ trưởng liên quan của Quốc vụ viện đến hiện trường chỉ đạo cứu trợ thiên tai. Máy bay trực thăng của lực lượng không quân Lan Châu chở các chuyên gia nổ mìn đã khởi hành vào sáng sớm nay và cho nổ tung hồ đập chứa buổi trưa, mực nước hồ đập dần hạ xuống. Mưa lớn bắt đầu đổ xuống ở phía nam tỉnh Cam Túc vào tối ngày hôm qua. Sông Ba Long bị chặn lại do sạt lở đất. Một hồ đập được hình thành vào lúc 1 giờ sáng nay. Trong trận mưa lớn nhất, mực nước của đập hồ tăng 1 mét sau 5 phút. Sau khi hình thành hồ đập, dòng chảy của sông Bao Long qua hồ đập chỉ bằng 1/4 so với mực thông thường, dẫn đến diện tích hồ đập liên tục mở rộng và một lượng lớn nước tích tụ dồn về khu vực đô thị ở huyện Song San nằm ở giữa hẻm núi dọc theo mương xả lũ, bao gồm cả mương xả lũ. Một nửa khu vực đô thị bao gồm cả những ngôi nhà gỗ ở hai bên bị ngập, một số người không thể thoát ra ngoài và bị chôn sống. Do trạm thủy văn trên địa bàn bị cuốn trôi như những ngôi nhà khác nên cơ quan chức năng không có số liệu thủy văn chính xác của địa phương. Sau khi huyện Gongju bị ngập lụt, lượng phù sa dày hơn 1 mét xuất hiện trên các đường phố khiến các công tác tìm kiếm càng khó khăn hơn. Những ngôi nhà bị sập cũng ngăn nước lũ rút. Theo thông tin từ báo chí Trung Quốc, mưa cục bộ đã tạm ngừng nhưng có thể sẽ có đợt mưa khác. Chính quyền đã thành lập trụ sở cứu trợ thiên tai. Tuy nhiên, mưa lớn khiến đường bị sụt lún, khiến nhiều đội cứu hộ phải đi đường vòng đến vùng thiên tai. Ngoài ra, tại huyện Đông Trang, thành phố Long Nam ở hạ lưu sông Ba Long, gần 20.000 người phải sơ tán, 3.000 cán bộ binh sĩ và các đội y tế đang đến khu vực thiên tai để ứng cứu. Ngoài các tỉnh Cam Túc, Liêu Ninh và Cát Lâm ở Đông Bắc Trung Quốc tiếp tục bị ảnh hưởng bởi những trận mưa xối xả, mực nước của hàng chục hồ chứa đã vượt mức cảnh báo và hàm lượng nước trong đất ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh này đã gần đến mức bão hòa. Một số cơ sở phòng chống lũ lụt đã bị hư hại. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông nhà nước Trung Quốc, số người chết đã lên đến 127 người, với hơn 2.000 người mất tích và ước tính 50.000 người bị ảnh hưởng. Thưa quý vị, dòng chảy của các mảnh vỡ đã chặn sông Ba Long, một nhánh của thượng nguồn sông Yalang, tạo thành một hồ đập. Một nửa thị trấn của quận bị nhấn chìm, một ngôi làng bị nhấn chìm, điện, giao thông và thông tin liên lạc trong khu vực đô thị bị gián đoạn. Reuters đưa tin hôm qua, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã gấp rút đến huyện Gyeongju bị thiên tai. Quận Gyeongju có tổng cộng 135.000 cư dân, trong đó 19.000 người đã được sơ tán. Các nhân viên cứu hộ hiện đang nỗ lực hết sức để giải cứu 2.000 người mất tích. 1/3 của quận Gyeongju là người Tây Tạng. Reuters chỉ ra rằng Lý Khắc Cường và Tập Cận Bình đã yêu cầu chính quyền địa phương làm bất cứ điều gì cần thiết để cứu sống những người bị vùi lấp. Các nhà chức trách đã điều động 2.800 binh sĩ và hơn 100 bác sĩ và y tá đến khu vực xảy ra thảm họa. Tuy nhiên, các nỗ lực cứu hộ đã gặp khó khăn bởi các trận lở đất chắn ngang các con đường. Theo báo cáo, trận lụt đã nhấn chìm một nửa quận Gyeongju và các cư dân sống trong tòa nhà 3 tầng đã bị nhấn chìm và một cơ sở bảo tồn nước gần đó cũng bị lũ phá hủy. Một người dân của hạt Gyeongju nói với Reuters rằng có một cơn bão mạnh và sau đó là một trận lở bùn nghiêm trọng. Do thảm họa nghiêm trọng, Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia và Bộ Dân sự Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp cứu trợ thảm họa quốc gia từ cấp 3 lên cấp 2. Kể từ đầu năm nay, 1.400 người đã chết vì lũ lụt ở miền Nam Trung Quốc. Tại huyện Gyeongju, tỉnh Cam Túc, một thảm họa dòng chảy lớn đã xảy ra. SEF Đài Loan hôm nay đã gửi thư chia buồn tới Adrat, bày tỏ sự chia buồn và lo ngại sâu sắc nhất. Bức thư chia buồn bày tỏ sự thương cảm trước những thiệt hại nặng nề về người và tài sản của người dân đất liền do thảm họa gây ra, và thay mặt Đài Loan bày tỏ sự chia buồn và quan tâm sâu sắc nhất. Vậy dòng chảy mảnh vụn Gyeongju 70% là thảm họa tự nhiên, 20-70% là thảm họa do con người gây ra.
Vừa qua, huyện Jeju, tỉnh Gangnam, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc đã hứng chịu một trận lũ lụt nghiêm trọng do xi măng và đá chảy. Theo thống kê do chính quyền công bố, số người chết đã tăng lên 1.117 người và số người mất tích là 627 người. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn liên tục, các thảm họa địa chất đột ngột như lở đất đã làm lần lượt xảy ra ở một số khu vực như Quý Châu và Phúc Kiến, trong khi các nỗ lực cứu trợ đang được tiến hành. Cộng đồng học thuật cũng đang tìm hiểu nguyên nhân của thảm họa kinh hoàng này. Các chuyên gia từ Bộ Đất đai và Tài nguyên Trung Quốc tin rằng lũ lụt ở Jeju là hậu quả của trận động đất ở Vân Xuyên 2 năm trước. Wang Weilu, một chuyên gia về bảo tồn nước của một công ty kỹ thuật Trung Quốc ở Đức, tin rằng ngoài lượng mưa và điều kiện địa lý của khu vực, nguyên nhân của thảm họa chủ yếu là do sự phát triển quá mức của lưu vực sông Bài Long và các lỗi trong quy hoạch và xây dựng đô thị của Jeju County. Trong số đó, sự phát triển hạ tầng của Bài Long Giang và sự phân luồng của Bài Long Giang chịu nhiều tác động. Ngoài ra, Cục Thông tin của Ban Tuyên giáo Trung ương gần đây cũng nhắc lại rằng các phương tiện truyền thông địa phương bị cấm cử phóng viên đến Jeju để phỏng vấn. Họ cũng yêu cầu các phương tiện truyền thông địa phương sử dụng thông cáo báo chí của Tân Hoa Xã để đưa tin về các vấn đề như nguyên nhân lũ lụt và trách nhiệm về vụ tai nạn. Các chuyên gia cho rằng thảm họa Jeju ở Cam Túc là di chứng của trận động đất ở Vân Xuyên. Theo các chuyên gia của Bộ Đất đai và Tài nguyên đã kiểm tra khu vực thiên tai thảm họa địa chất đã gây ra ít nhất 127 người chết, hơn 1.300 người mất tích và 20.000 người bị ảnh hưởng. Ngoài ra, nửa năm nay, khô hạn cục bộ tiếp tục lộ ra các khe nứt trên đá. Trong trận mưa lớn đêm thứ Bảy, nước mưa tràn vào khe nứt gây sạt lở đất. Ngoài ra, các binh sĩ thuộc quân khu Lan Châu đã cho nổ mìn thành công thân đập Jeju bằng một vụ nổ tương đương vào sáng hôm sau. Sau khi nổ mìn, thân đập đã bị nổ tung thành dòng xả lũ với độ sâu hơn 5m và chiều rộng hơn 2m. Hiện mực nước hồ đập đã giảm xuống gần 1m. Theo báo cáo của các phương tiện truyền thông đại lục, PLA ban đầu dự định cho nổ lại thân đập 2 lần vào sáng ngày hôm qua. Nhưng để tăng thêm tốc độ rò rỉ nước, quân đội đã quyết định kết hợp các chất nổ được sử dụng cho hai vụ nổ thành cùng một thời gian. Theo He Kiang Chen, chỉ huy một tập đoàn quân ở quân khu Lan Châu, toàn bộ mặt cầu đã bị lộ ra ngoài do lượng nước giảm xuống. Do phương pháp nổ mìn phù hợp nên việc nổ mìn không làm hỏng mặt cầu. Cán bộ chiến sĩ công binh sẽ quyết định có tiến hành nổ mìn trở lại hay không còn tùy theo nhu cầu. Mặc dù các chuyên gia đổ lỗi cho thảm họa địa chất thảm khốc là do hậu quả của trận động đất Vân Xuyên, nhưng chớ trêu thay, mái nhà gần tòa nhà chính quyền quận ở Jeju, nơi từng là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất của trận động đất Vân Xuyên, vẫn được dựng lên để làm công việc tái thiết sau thảm họa. Ngoài ra, Zhao Chonggi, một bác sĩ sinologist nổi tiếng như Ji Liangxin và hơn 500 học giả từ Trung Quốc, Đại lục, Hồng Kông, Đài Loan và Macau, cũng như các học giả từ Nhật Bản, Pháp và các quốc gia khác đang tổ chức sinh nhật tại Mogao Motret ở Đôn Hoàng. Khi nghe tin về thảm họa, Zhao Chonggi đã quyết định tặng 1,6 triệu món quà sinh nhật cho vùng thiên tai Jeju vào đêm hôm đó để bày tỏ lòng biết ơn. Jeju bắt đầu công việc khắc phục hậu quả và tái định cư các nạn nhân trong 3 giai đoạn. Tính đến trưa nay, theo giờ địa phương, thống kê chính thức mới nhất về số nạn nhân của trận lở bùn ở huyện Jeju Cam Túc đã lên tới 1.117 người, còn 627 người vẫn đang mất tích. Ngày hôm qua là ngày cuối cùng của cuộc giải cứu kéo dài 72 giờ vàng. Rất đông quân nhân và lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người sống sót tại hiện trường. Đồng thời, các cơ quan chức năng đã bắt đầu công tác khắc phục hậu quả và sẽ tái định cư cho các nạn nhân theo 3 giai đoạn, phấn đấu xây dựng lại nhà dân lần lượt trước mùa đông. Theo báo cáo, hiện có tổng cộng 7.000 binh sĩ và dân thường đang tìm kiếm những người sống sót suốt ngày đêm trong khu vực thảm họa. Dự báo thời tiết sẽ có mưa trong những ngày tới, làm dấy lên lo ngại sông Bài Long có thể bị vỡ hồ đập gây ra bởi dòng chảy của các mảnh vỡ, gây ra thảm kịch mới cho các nạn nhân của dòng chảy mảnh vỡ. Trợ cấp tái định cư cho các nạn nhân thiên tai đã được đưa ra. Theo giới thiệu, nó sẽ được thực hiện trong 3 giai đoạn. Trong vòng 15 ngày kể từ giai đoạn tái định cư khẩn cấp, chính phủ sẽ sắp xếp thực phẩm, quần áo và chăn bông một cách thống nhất và những người bị ảnh hưởng sẽ được trợ cấp sinh hoạt 150 nhân dân tệ cho mỗi người. Trong giai đoạn tái định cư chuyển tiếp kéo dài 3 tháng, những người bị ảnh hưởng, người dân sẽ được hướng dẫn tái định cư phân tán, mỗi người được cấp một kati ngũ cốc và 10 nhân dân tệ mỗi ngày để hỗ trợ cuộc sống tạm thời, và những đứa trẻ mồ côi được trợ cấp hàng tháng 800 nhân dân tệ.
Sở địa phương cho biết sẽ phấn đấu hoàn thành việc trùng tu tôn tạo lại những ngôi nhà bị sập trước đầu mùa đông năm nay và chậm nhất là tháng 6 năm sau. Tất cả những ngôi nhà bị hư hỏng sẽ được sửa chữa trong trước cuối tháng 11 năm nay. Người bị thiên tai có hoàn cảnh khó khăn thực sự sẽ được bảo đảm mức sống tối thiểu ở thành thị và nông thôn. Đối với những nạn nhân thiên tai ở nông thôn có nhà bị sập hoặc hư hỏng nặng và cần được xây dựng lại, trợ cấp trung bình 20.000 nhân dân tệ cho mỗi hộ gia đình và trợ cấp 4.000 nhân dân tệ cho mỗi hộ gia đình được yêu cầu để sửa chữa. Các quỹ tái định cư sẽ đến từ khoản trợ cấp tài chính toàn diện trị giá 500 triệu nhân dân tệ do chính phủ trung ương thu xếp. Theo tạp chí Kinh doanh Thế giới 21 của Trung Quốc, các chuyên gia đã cảnh báo quận Yuku sớm nhất là sau trận động đất ở Vân Xuyên rằng Yuku nằm trên dốc xả lớn nhất ở châu Á và phải được di rời để tránh bị lở đất. 80 triệu nhân dân tệ phí tái định cư đã trì hoãn hành động. Vừa qua, 7 đại biểu Đại hội Nhân dân cấp tỉnh từ tỉnh Gangnam đã đưa ra đề xuất thực hiện phục hồi chức năng sinh thái, bảo tồn đất và nước và khắc phục toàn diện các tai biến địa chất ở đoạn Yuku của sông Bài Long tại Đại hội Nhân dân tỉnh là 3,401 tỷ nhân dân tệ. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại! Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp giúp quý vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.